Thắng ơi, dạ em ở nhà. Ô chị đến chơi với em với chú. Chị sang chơi còn mua quà làm gì? Thế chú đâu rồi? Chú vừa đi ra ngoài rồi chị ạ. Các chị ngồi đây. Chị uống nước chị. Ngồi nhé. Chị uống nước đi chị. Ừ, chị uống rồi. Thế hôm nay mối em ở nhà thôi à? Chú hôm nay đi làm rồi chị ạ. Ừ. Chú khỏe rồi à? Sáng nay thấy đi đâu chắc là đi làm rồi hay sao ấy. Ừ. Thế sao chị biết nhà em mà vào à? Hôm nay chị gọi cho sếp, thế xong thấy sếp bảo là chú bị ốm, thế là bảo ra đây thăm chú, nên là sếp chị gồng cho. Tìm mãi mới được mà ở tận trong này. Nhà em thế thôi chị ạ. Đây chị uống nước đi. Ừ. Thế hôm nay chị được nghỉ à? Hôm nay chị được nghỉ. Chị xin nghỉ một hôm để ra đây thăm chú với em nữa. À vâng. Thế em hôm nay đi làm gì không để chị hộ? Em có chị ạ, hôm nay em tính đi nhặt ốc. Ừ, thế thì chị đi cùng. Thế nhặt ở tận đâu ấy, có xa không? Có chị ạ, ra ngoài kia, ra suối kia chắc đi cũng hơi xa đấy. Thế thì cho chị đi cùng, không một mình em đi không an toàn mấy. Thế chị đi cùng em ạ? Ừ. Em lấy cái áo cho chị nhé. Chị mặc cái áo này vào. Ừ. Em mua hai cái áo giống nhau à? Vâng. Thế xong mình đi nhỉ, không tí nắng. Đi vào lấy xô đi. Mình đi chị nhỉ? Đóng cửa. Dưới kia có thế, em ở trên bờ nó thử chị xuống hết cho đây đây con, em ở trên nhé, lạnh lắm chị xuống. Cái này có nhiều quá. Con này to quá em nhỉ. Cái này chắc là nhiều thịt lắm ấy.
nhiều nhỉ. Này đem về cho chú làm. Ăn ngon đấy. Suối này có nhiều thật. Con cua này em. Thì vào trong này. Con cua này to nhỉ. Đi thả nó thôi nhỉ. Thả nó. Xem còn con nào to không thì bắt này. Cái ốc đây này nhiều lắm. Này nhiều thịt lắm đấy. Ăn ngon đấy. Nhiều cua nhỉ. Quả này to quá. Hôm nay chắc phải tìm được một xô. Ôi dồi ôi, đây này. Nhiều quá. Này tha hồ ăn. Nhặt được nhiều đem đi chợ bán nhỉ. Bỏ vào đây em ạ. Đi lên trên kia xem có cái con rắn kìa. Rắn. Ăn con này ơi, bà chú ạ. Đây đây em ơi. Ở đây nhiều lắm. Quả này to nhà đều thật đấy. Suối này có nhiều nhỉ. Nhiều quá. Lâu nào rồi. Mình lấy bao đi nhặt em đi bán. Cái này mình nhặt thối rồi đấy. Nhiều nhỉ, chắc là ở đây không có ai nhặt hay sao ấy. Này nặng phết đấy. Trên này nhiều này em ơi, ở gần bờ mới có. Bốc. Ở đây nhiều thế nhỉ. Chú ơi, cháu lấy ít đồ ạ. Thank you.
có nhiều đấy. Ôi, ở đây nhiều quá. Cái này họ không ăn hay sao nhỉ? Nhiều quá rồi, đi về đi nhỉ. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Hằng ơi! Anh bạn ơi! Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Hay cho cháu này ở đây, căn nhà đơn sơ quá. Không biết mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Rửa bát cũng không khó. Mình thấy người ta làm được mà nhỉ? Sao chưa qua
ai về nhỉ? Vỡ rồi. Tôi chết rồi. Làm nào bây giờ? Sao này vỡ được nhỉ? Chết rồi. Mình chỉ giúp hộ rửa bát thôi mà. Thôi kệ đi, hôm nào mình mua đèn cho cái mới. Nhặt rau à? Dạ. Em đi lấy ít rau. Sao cửa lại không đóng nhỉ? Chị là ai ấy? Sao ở nhà của em? Đây có phải nhà của cô đâu. Đây là nhà của Hằng với cả của anh Vạn mà. Cô là ai? Đây là nhà của em gái tôi. Thế chị đi ra ngoài đi. Chị vào đây ăn trộm tóc cái gì ở đây ấy? Ở đây làm gì có tiền đâu. Ngoài đi. Không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ dọn dẹp giúp thôi. Tôi không làm gì cả. Tôi không ăn trộm đâu. Tôi không có ý ăn trộm ăn cắp gì đâu. Thôi chị đừng có giải thích nữa. Chị đi đi. Chị đi về đi. Đi. Ôi làm sao đây? Có người ăn trộm em ạ. Ôi từ. Lục lọi đồ ở trong kìa. Không phải như thế đâu. Không phải như thế đâu. Chị đi vào đây nhưng mà không có ai ở nhà nên chị dọn dẹp nhà giúp em thôi em ạ. Thì làm thôi chị ạ. Đây là sếp của chú bạn. Thôi mình vào nhà nói chuyện đi. Chị vào trong nhà đi. Chị vào đây ngồi này. Chị vào đây ngồi nói chuyện với nhau. Hai đứa đi đâu về đấy? Em với chị đi nhặt ốc về ạ. Thế chị mới vào chơi ạ? Ừ, chị mới vào nhưng mà vào nhà chẳng thấy ai. Chị thấy nhà bừa bộn quá nên chị dọn dẹp giúp thôi. Nhưng mà không ngờ em gái này đến lại hiểu nhầm chị, tưởng chị là ăn trộm tiền. Thế nãy em hiểu lầm chị rồi, em xin lỗi chị nhá. Chị tha lỗi cho em nhá. Không có chuyện gì đâu, hiểu lầm thôi. Thế cho em xin lỗi chị nhá, nãy em hiểu lầm chị. Không sao đâu. Thôi thì hai chị em uống nước đi. Em. Chị uống nước cho chị. Đây chị có mỗi ít nước ở đây để chị lấy cho mọi người cùng uống. Vâng. Thế chị vừa mua à? Chị mua nhiều thế. Cả bim bim. Chị mua nhiều đồ đấy. Ừ, chị bảo mua vào mấy chú cháu mình ăn. Ừ. Chú đi làm rồi. Chú đi làm rồi à? Giờ chưa thấy về. Chú đi làm từ sáng mà chưa thấy về. Chị tưởng là anh ấy vẫn còn ốm nên là chị vào thăm. Anh ấy lại đi làm mất rồi. Chị uống nước đi. Chị uống nước đi. Hôm nay chị làm gì mà qua đây ạ? Hôm nay chị đi qua bên kia trong công trình đầu kia kìa. Nên là thấy gần ở đây nên chị vào thăm thôi. Uống nước đi nhá. Ừ, uống nước đi. Em uống nước đi. Thế bạn này là gì với Hằng? Đây là chị gái em chị ạ. Thế ạ? Vâng. Hôm nay là hai chị em là đi tìm ốc đây này. Nhận được nhiều thế. Được nhiều ốc đó. Đây. Đống đây này. Ý chị ở lại ăn cơm nhá. Ừ, chắc chị không ở được đâu. Chị chỉ ghé vào thăm chú với cả em một lúc xong là chắc chị xin phép chị đi về, chị còn đi làm. Vâng. Thế hôm nào mà chị rảnh thì chị sang đây chơi. Chị biết nhà rồi chị sẽ vào nhiều. Chị uống nước đi chị. Chị biết nhà rồi hôm nào chị rảnh chị lại vào chơi. Vâng. Nhưng mà bây giờ chắc chị sẽ khách chị về thôi. Chị đi về bây giờ ạ? Ừ, hai đứa ngồi nhá. Vâng. Chị ăn đã chị, sang đi về thôi. Chị ăn thôi đi. Chị về thôi.
Về. Về đây, chị vào lâu rồi đấy. Vâng. Hai đứa ngồi nhá. Vâng. Thế chị về nhá. Ừ, chị về đây. Hai đứa ngồi nhá. Chị ơi, này... có gì không phải chị bỏ qua cho em nhá. Này, cảm ơn chị nhá. Này về đây. Vâng, mua nhiều đồ quá. Thôi chị về nhá. Chị về đây, hai đứa ngồi nhá. Vâng. Thôi mình vào đi. Đi, đi vào nấu ăn thôi. Thế để chị nấu cho nhá. Vâng, thế chị nấu thì em đi ra ngoài lấy rau nhá.
Ốc chín chưa em? Ốc chín chưa em? Đúng rồi đấy chị ạ. Nhìn ngon nhỉ? Vâng. Thế kia được chưa? Được rồi chị ạ. Thế em đổ vào đây đi. Vậy hôm nay em làm hai mẻ. Đây. Nhìn ngon em nhở? Cái này nhờ thì lắm đấy. Mình lấy ở đây nữa chị nhở? Em lấy ra kia đi. Chị vào cái bát. Nóng lắm đấy. Thơm nhỉ? Này có rau răm mình xào ăn. Có quả nó chưa ra ấy. Chắc ăn hỏng. Chú chưa thấy về nhỉ? Biết chú đi làm hay là đi đâu nữa. Này nấu cháo ăn ngon đấy. Tí nữa nấu cháo ăn nhỉ. Hôm nào mình đi mò tiếp chị nhỉ? Hôm nào đi tiếp. Ở suối kia còn nhiều mà. Cái này lấy về nấu cháo chắc là chú thích ăn lắm đấy. Hôm nào đi tìm nhiều về bán. Cái này bán chắc là được nhiều tiền đấy. Chắc là có nhiều người mua. Thơm lắm. Hôm nay chị không đi làm à? Hôm nay chị xin nghỉ rồi. Để ra chơi với em. Lâu lâu xin nghỉ một ngày. Sắp được bát rồi đấy. Con này cũng lâu nhỉ. Mỏi cả tay ấy. Nhưng mà ăn lại ngon. Thơm nữa. Chú bị ốm mà vẫn cố đi làm nhỉ. Chú hôm nay thấy bảo đỡ một tí rồi. Sao không cho khỏe hẳn rồi hẵng đi. Bảo ở nhà nhưng mà chú không ở. Chú đi làm kiếm tiền.